Xin chào tất cả các bạn. Cả nước đang hướng về Sài Gòn. Sài Gòn cố lên nhé. Adam vô địch. Xin chào các bạn. Mình là Thái. Mình là Hà Nội. Hiện nay cả nước đang hướng về Sài Gòn. Chúc Sài Gòn mau chóng nước lại bình dịch. Adam vô địch. Xin chào các bạn. Mình là Quốc đến từ Hưng Yên. Sài Gòn ơi, cố lên nhé. Chúng tôi luôn hướng về các bạn. Adam vô địch. Mình là Long. Như mọi người đã biết, chúng ta đang đứng trước một đại dịch rất là lớn và Sài Gòn đang bị ảnh hưởng nặng nề. Cách đây 2 hôm, hình ảnh những người dân nằm la liệt ở những viện dã chiến tại Sài Gòn và chỉ cách nhau mỗi chiếc giường đơn sơ trong khoảng 0,5 cho tới 1 mét và bên cạnh là những bình oxy. Hôm qua, đó là hình ảnh người cha đã phải ra ngoài đường dù đã biết là sẽ vi phạm chỉ thị 16 chính phủ đưa ra phạm luật để mang về cho con bình oxy. Và bạn có biết không, hình ảnh rất nhiều nữa những gia đình đang ở trong nhà và đăng lên Facebook, họ đang thật sự cần sự giúp đỡ của các bác sĩ, của xã hội, mọi người cần đồng tâm. Rất nhiều hội nhóm và cá nhân đã liên hệ với chúng tôi để mong tiếp tế, để mong sự giúp đỡ từ lương thực. Không biết trong tâm trí của các bạn thế nào khi nhìn thấy những hình ảnh đó, nhưng mà hãy nghĩ xem, rồi sẽ đến lúc gia đình của chính bạn, địa phương của bạn cũng sẽ gặp những cảnh đó. Hơn bao giờ hết, bây giờ chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về cách phòng tránh dịch và giúp đỡ những cộng đồng, đồng bào ta, giúp đỡ